Xin chào tất cả mọi người ạ. Mọi người có thể dành cho họ một tràng pháo tay lớn hơn được không ạ? Cảm ơn mọi người. Đến với bất cứ một sự kiện gì thì em đều cảm thấy bản thân mình phải có một cái trách nhiệm hát bằng một trái tim và một cái năng lực tuyệt vời nhất của mình để dành tặng cho tất cả anh chị. Và cũng giống như ngày hôm nay thì có một câu nói thì Hòa rất là hay nói với tất cả mọi người, đó chính là cảm ơn tất cả các anh chị đã mời em thay vì rất là nhiều các ca sĩ khác.
đang có mặt trong showbiz hiện nay, và em sẽ cố gắng mang lại những bài hát hay nhất dành tặng đến cho tất cả mọi người. Và cảm ơn mọi người đã yêu quý Hòa Minzy và mời Hòa tới ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ngay bây giờ thì mọi người đang ăn uống, cho nên là em cũng có một bài hát sôi động hơn một xíu, để mọi người vừa hát, mọi người vừa ăn vừa giải đầm. Nếu mọi người ai mà muốn giải đầm thì cũng có thể lên sân khấu giải với em nha. Một bài hát mà em đã cho ra mắt rất là lâu rồi, vào năm 2015 thì phải. Bài hát nói về những món ăn ngoài Bắc, ở Hà Nội rất là ngon. Xin mời mọi người nổ một tràng vào tay cho Vũ Đoàn bước nhảy cùng ca khúc Ăn Gì Đây ạ. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Dạ rồi. Cho thật đã tên.